qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say, cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu, nụ cười ngọt ngào cho ta tạm và phút giây miên man quên hết con đường về, chẳng thể tìm được lối về. À, vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2021 và xin chúc tất cả các bác có một năm mới nhiều sức khỏe và nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì em sẽ gặp lại các bác trong một clip mà phải nói là clip này là mong chờ khá lâu rồi. Thời gian qua thì có rất nhiều bác đang chờ đón một con vang và nó thì luôn luôn trong tình trạng là hết hàng và cháy hàng, thì hôm nay mới về được hàng lên sóng luôn các bác, để bác nào mà đã ngóng rồi thì đỡ phải ngóng, đúng không ạ? Một dòng vang mà thời gian qua luôn luôn trong tình trạng là hết hàng, đó là dòng vang DB Acoustic S750. Đây là một dòng vang số rất cao cấp của DB Acoustic và nó có đầy đủ những cái tính năng cao cấp từ chất âm, từ ngoại hình, những cái mà các bác cần gì ở một con vang số thì cái dòng này đáp ứng được đầy đủ, thậm chí là còn vượt xa những cái các bác yêu cầu. Nói đến những cái đồ về karaoke thì với em là những cái đồ công nghệ và nó thì luôn luôn được cải thiện, được làm mới hàng ngày, và những cái sản phẩm của năm sau đấy ạ thì sẽ chắc chắn nó sẽ hay hơn những sản phẩm của năm trước. Giống như là cái điện thoại đấy ạ, cái iPhone đấy ạ, năm ngoái chúng ta dùng iPhone X đúng không ạ, năm nay thì các bác dùng 3 mắt rồi, iPhone 12 Pro rồi đúng không ạ. Nên là âm thanh cũng vậy, càng ngày sẽ càng ra những cái sản phẩm cao cấp. Và đây là một con vang số, theo em, nó là một dòng vang số rất công nghệ, rất cao cấp. Nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên là gì ạ? Đây là một dòng vang số có đến 32 cần EQ. Bình thường là chỉ có 7 cần, 10 cần thôi. Những cái dòng vang thấp thì là từ 3 đến 5 cần, nhưng con này có đến 32 cần. Như vậy thì cái việc căn chỉnh của các bác sẽ chi tiết hơn. Thật ra thì chúng ta cũng không cần dùng nhiều đến vậy, nhưng mà đây, nói như vậy để các bác hiểu là nó cao cấp đến như nào. Cái phần thứ hai, đó là một dòng vang số có thể xử lý được với nhiều thiết bị, 3 đôi loa, 1 đôi súp. Các bác làm phòng hát, kinh doanh, gia đình, sự kiện đều rất ok. Chống hú tốt với 8 cấp độ chống hú, eco, reverb hay. Em đã lên clip review các bác từ 3 tháng trước rồi, và hôm nay thì sẽ test lại các bác cái dòng này. Hơn nữa, dành cho những bác nào mà muốn chơi nhạc từ cổng quang TV xuống thì đây là một con vang số được cải thiện rất nhiều về phần nhạc đến cái bản nâng cấp này. Nó chuyển đổi từ cái bộ DAC của hãng Alok Device sang của hãng Tesa, một con chip đời rất cao. Và một cái nữa của dòng này rất hay là gì ạ? Dành cho những bác nào đang lấy nhạc từ TV xuống cái vang bằng cổng quang thì cái dòng vang này nó sẽ là một trong những cái dòng vang số cho chất lượng nhạc sạch nhất tại thị trường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có một bộ giải mã cổng quang với bộ xử lý DTS, nên khi xem những cái xem hoặc chơi những cái nhạc bằng cổng quang thì nó cho tiếng nhạc rất là tốt. Hơn nữa thì với cái phiên bản mới này, hãng đã chuyển cái phần DAC đảm nhiệm giải mã từ cổng quang sang AV bằng con chip PCM5242 của Tesa, nên chất lượng nhạc dòng này rất là tốt. Và còn quá nhiều điều để nói về cái dòng vang số này, và bây giờ thì em sẽ test lại các bác cái chất âm của dòng này. Và như em nói rồi, đây là một dòng vang số chống hú tốt, eco thì vượt hay, và với khả năng xử lý được với rất nhiều đôi loa, có thể các bác mang đi làm sự kiện, làm gia đình, làm phòng hát, tất cả mọi thứ đều được. Thậm chí là các bác có thể dùng con này làm crossover vẫn được, vì cái tỷ lệ sai số rất là thấp. Và khi các bác sử dụng cái dòng vang này tại Sóng Âm Thanh thì sao ạ? Tất cả những dòng vang tại Sóng Âm Thanh thì bên em sẽ đều hỗ trợ cài đặt setup hết những chế độ, và về nhà các bác chỉ việc là bật lên và dùng thôi, chứ không phải lo vấn đề gì cả. Và bây giờ thì em sẽ test lại về phần xử lý nhạc cũng như là cái phần chống hú của dòng vang này rất cao cấp DB Acoustic S750.
À, vâng, tiện đây khi Tết còn vang đến 750 thì em ghép luôn các bác một combo karaoke. Với combo này thì có thể chơi nhạc rất tốt được trong diện tích khoảng tầm 50m2 luôn. Bộ combo này thì đều là hàng nhập khẩu và hàng mới hết các bác nhá. Gồm một đôi loa Neck VX12 được thiết kế bởi kỹ sư người Pháp, một bộ mic Beyer 970, một quản lý nguồn DB P102 Pro có lọc nguồn Mexico, vang S750, một dòng đẩy 4 kênh rất mới của hãng là MA8004 với mỗi kênh là 800W, một chiếc súp đơn 50 118m, và cả combo này thì em nói rồi là có trị giá là trên 50 triệu đồng và chơi tốt được trong diện tích phòng là 50m2. Và bây giờ thì mời các bác nghe thử chất âm của bộ này và nghe thử chất nhạc qua xử lý của dòng vang DB S750. Mời các bác nghe thử một bản nhạc Bolero các bác nhé. Em sẽ bật cả Bolero rồi cả remix. Với bộ này thì nó dành cho những bác nào mà thích nghe cái kiểu như là áp lực mạnh này, giống như ba bắp đấy ạ, thì nó sẽ rất là phê với con súp 50 này. Các bác nghe tiếng súp chắc không ạ? Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Còn khiến cho tôi là khi đã trao em rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy. Ok, sẽ là một bản nhạc mạnh để các bác có thể nghe được cái chất, cái âm bay của cái bộ này các bác nhé. Và như em nói rồi, bộ này sẽ rất thích hợp với những bác nào mà muốn nghe nhạc mạnh đấy. Mời các bác đi thử đoạn nhạc thông qua vang S750 và combo karaoke này. Phải nói là cái dòng vang này thì cái chất nhạc ra nó rất là sạch các bác nhé. Các bác đeo tai nghe để cảm nhận các bác nhá. Quá phê luôn. Cái tiếng súp này nó rất là căng các bạn, rất là căng luôn. Khi nghe cái bộ này thì thật sự là nó rất là phê luôn. Và bình thường thì em hay test bộ này với con súp 40, nhưng mà bây giờ đổi sang con 50 thì phải nói là cái áp lực nó ra nó lớn hơn rất là nhiều. Anh Trung ơi, nghe lên hát test bài xem nào. Em sẽ test đến các bác cái tiếng effect của cái dòng vang S750 này và với sự kết hợp của cả combo ấy luôn. Mic Beyer này đúng không? Mic Beyer vang S750. Đây là một dòng vang như em nói rồi là nó có đến 8 cấp độ trồng hú. Và cái tiếng effect của nó thì với bác nào mà thích hát cái reverb thì rất là sang. Đấy. Sẽ là một bản nhạc, bản gì anh nhỉ? Đây là Buồn Làm Chi Em. Ok, mời các bác thưởng thức. Giọng hài lâm cao như bằng kiều. Hát thử xem được không? Các bác nghe nha.
buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lỡ ai ngờ lại xa cách nhau. Cái mic nó rất là nhẹ em ạ, nhẹ mà bắt nó sáng tiếng. Tâm cứ đến âu sầu, qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sáng na. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận buồn lỡ là tiếc một đời xa xa ngỡ là chuyện tình trái lại. Ai sẽ bao phú và cho hoa kia ua tàn, thương số kiếp bé bà, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn lắm chi em ơi, xót xa xin người lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm. Vừa rồi thì em vừa test đến các bác cái chất âm của cái dòng mic Beyer và vang S750. À, và... cảm giác hát như nào? Hay. Con này chắc làm sự kiện tốt nhỉ? Tại vì tiếng mic các bác rất là tốt. Ờ đấy, anh alo. Anh alo đi. Buồn lắm chị em ơi. Đấy, các bác nghe thấy không ạ? Bắt rất tốt luôn thông qua mic và cái vang này. À, vừa rồi thì em vừa test đến các bác cả về phần nhạc và phần mic của cái dòng vang DB-S750. Đây là một dòng vang rất cao cấp của DB và nó là một cái sự lựa chọn dành cho những bác nào đang muốn tìm kiếm một cái dòng vang cao cấp để nâng cấp cho bộ dàn của mình. Thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng để lựa chọn. Vì sao ạ? Vì cái chất nhạc nó rất là sạch. Cái thứ hai nữa là chống hú tốt và hiệu ứng echo reverse rất là hay. Và nếu như bác nào quan tâm về dòng vang này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0393551234. Hiện tại thì dòng vang này đang có mức giá là 6.800.000 đồng và được bảo hành chính hãng 3 năm. Hiện tại cắt này. Ngoài ra thì bên em đang có chương trình là dành tặng cho các bác là một bộ pin sạc trị giá là 450.000 đồng khi các bác sử dụng sản phẩm DBS750 tại 6 âm thanh. Và như nói rồi thì cái dòng này về bên em số lượng cực kỳ có hạn các bác nhé. Nên là bác nào mà quan tâm về nó thì hãy nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu em nó sớm nhất. Với dòng vang này thì khi các bác sử dụng em đã cài đặt sẵn là 4 chế độ, tặng kèm các bác là pin sạc này, điều khiển đi kèm này và dây cao đông. Thì các bác chỉ việc là đem về và bật nguồn dùng mà thôi, còn lại thì em lo hết. Và bây giờ thì xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhá. Và các bác đừng quên là website của 6 âm thanh là www.6amthanh.vn. Trên đấy sẽ cập nhật tất cả những cái mẫu sản phẩm mới nhất hoặc là những cái mẫu mà trước giờ 6 âm thanh có. Ok. Các bác đừng quên là like và đăng ký kênh của 6 âm thanh. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhá.